Nước chiếm khoảng 71% tổng diện tích bề mặt trên trái đất, trong đó nước đại dương chiếm khoảng 96,5%. Chú ý rằng, trong 1.386 triệu km khối tổng lượng nước trên trái đất thì có trên 96% là nước mặn, và trong tổng lượng nước ngọt trên trái đất có 68% là băng và sông băng, 30% là nước ngầm. Nguồn nước mặt như nước trong các sông hồ chỉ chiếm khoảng 93.100 km khối, bằng 1 phần 150 của 1% của tổng số lượng nước trên trái đất. Nhưng nước sông, hồ là nguồn nước chủ yếu mà con người sử dụng hàng ngày. Biến đổi khí hậu hiện nay đang làm thay đổi, phá vỡ các hình thái thời tiết, dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan, không dự đoán được nguồn nước, gây trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nước và ô nhiễm nguồn cấp nước. Những tác động này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và số lượng nước đối với con người. Nước là yếu tố không thể thiếu được trong việc duy trì sự sống của con người cũng như các loài sinh vật trên trái đất. Có rất nhiều khoảng không gian màu xanh mà bạn có thể thấy trên thế giới. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá về tài nguyên quan trọng này nhé. Nước mà chúng ta có thể nhìn thấy trên bề mặt trái đất là nước bề mặt. Lượng nước trong các hồ và sông luôn luôn thay đổi do phụ thuộc vào lưu lượng vào và ra. Dòng chảy vào từ mưa, dòng chảy tràn trên mặt đất, lượng nước ngầm dưới đất và lượng nước bổ sung từ các sông nhánh. Con người cũng sử dụng nước mặt cho mọi nhu cầu thiết yếu của mình. Lượng và vị trí của nước mặt thay đổi tùy theo thời gian và không gian, một cách tự nhiên hay dưới sự tác động của con người. Trong lòng đất, dưới chân các bạn, thậm chí còn có nhiều nguồn nước ngầm trong những khe hở nhỏ giữa đất đá và trầm tích dưới mặt đất. Giả sử, nếu bạn có thể lấy một chiếc khoan sâu dưới lòng đất, qua các khe đất đá đến tầng chứa nước ngầm bên dưới. Các bạn thấy đó, mực nước ngầm có thể được nằm hoàn toàn hoặc bão hòa với nước. Tất cả đều là một phần của chu trình nước khi trời mưa. Một số nước bị cấy hút lên, một số nước chảy ra khỏi đất và chảy vào các hồ suối hoặc thậm chí là đại dương. Nước khác bị mắc kẹt trên bề mặt và cuối cùng bay hơi trở lại không khí. Trong khi đó, một số giọt nước may mắn có thể di chuyển xuống bề mặt sâu dưới lòng đất, cho đến khi chúng chạm tới mực nước ngầm và trở thành một phần của tầng chứa nước. Một khi nước ngấm đủ sâu vào lòng đất, nó có thể ở đó rất lâu. Một số nước được lưu trữ ở những phần sâu nhất của các tầng chứa nước đã có ở đó hàng nghìn năm. Con người sống phụ thuộc vào nguồn nước ngầm và có rất nhiều giếng trên khắp nơi lấy nước từ các tầng chứa nước. Nếu chúng ta sử dụng nguồn nước như vậy hàng ngày, thì lượng nước có thể hết hay không? Tầng chứa nước có thể được lấp đầy bởi nước mưa hoặc nước bề mặt thấm từ sông suối. Vì vậy, thường sẽ có nhiều nước hơn để bổ sung vào tầng chứa nước. Nhưng nếu con người sử dụng nước ngầm không bền vững, thì sẽ có thể biến những nơi đó thành bị cạn vĩnh viễn và có thể mất hàng trăm năm để phục hồi. Chúng ta có thể không nhìn thấy nước ngầm, nhưng nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nước ngầm biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình.